chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ tư ngày 19 tháng 6 năm 2024 có các nội dung đáng chú ý sau. 200.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện hè năm 2024. Huyện Ehleu tăng tốc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Giúp nông dân giảm nghèo bền vững. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết của chương trình. Ngày 18 tháng 6, Ủy ban Nhân dân huyện Chư Quynh đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2024. Gần 100 đại biểu là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, công chức văn hóa xã hội các xã, trưởng các thôn, buôn trên địa bàn huyện đã được tuyên truyền các nội dung trong quyết định số 90 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn năm 2021-2025. Thông tư của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Thông tư hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn năm 2021-2025 và một số văn bản khác. Với chủ đề tuổi trẻ Đắk Lắk xung kích tình nguyện và phương châm hành động rộng khắp, an toàn, hiệu quả, bền vững, gắn với năm thanh niên tình nguyện, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 trên địa bàn tỉnh diễn ra từ tháng 4 đến hết tháng 8 năm 2024. Năm nay, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tại Đắk Lắk lần đầu tiên xác định địa bàn trọng điểm cụ thể. Trong đó, thôn thanh niên lập nghiệp, xã Ia Lớp, huyện E Súp được chọn là địa bàn trọng tâm. Bên cạnh đó, chiến dịch cũng thực hiện đồng bộ các nội dung xác định tuyến đồng hành chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên thanh niên người dân tộc thiểu số, gắn với tham mưu, giải quyết các vấn đề tồn đọng tại các địa bàn. Đặc biệt đồng hành cùng ban chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở của tỉnh, thực hiện các hoạt động hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk. Năm nay, quy mô của chiến dịch được mở rộng, đa dạng hơn về nội dung và hình thức, với các chỉ tiêu trọng tâm như tổ chức cho 200.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện, xây dựng mới 20 tuyến phố khu vực đô thị, trồng mới ít nhất 300.000 cây xanh, sửa chữa và làm mới 115 km đường giao thông nông thôn, hỗ trợ nâng cao năng lực số cho 50.000 lượt thanh thiếu nhi và người dân, 100% tổ chức đoàn cấp huyện thành lập đội hình và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu các di tích công trình văn hóa trọng điểm của quốc gia và địa phương. Giải quyết việc làm cho người lao động là giải pháp quan trọng trong công tác giảm nghèo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai nhiều giải pháp giúp người lao động tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập. 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh có 16.300 lao động được giải quyết việc làm bằng 53,97% kế hoạch, trong đó xuất khẩu 600 lao động đạt 35,2% kế hoạch. Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác giải quyết việc làm, đó là phần lớn lao động nông thôn thích làm việc ở gần nhà. Trong khi điều kiện kinh tế xã hội ở các địa phương không đồng đều, đặc biệt là ở các huyện nghèo, vùng sâu, vùng xa, nhiều ngành nghề chưa được phát triển. Vì vậy, rất khó trong giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Năm 2024, Đắk Lắk phấn đấu tạo việc làm cho hơn 30.000 người lao động tại địa bàn, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ lao động thất nghiệp khu vực thành thị ở mức 2,45%. Theo nghị quyết 08 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, các thôn buôn được lựa chọn hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng sẽ được hỗ trợ lắp đặt hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại trục đường chính vào thôn, cải tạo cảnh quan môi trường, tạo điểm dừng nghỉ cho khách du lịch. Đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã có 3 buôn được công nhận là buôn du lịch cộng đồng, là buôn An Cô Thông, thành phố Buôn Ma Thuột, buôn Trí, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn và buôn Cốp, xã Đờ Rê Sáp, huyện Krông Anna. Việc phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bước đầu đã góp phần giải quyết việc làm, sinh kế cho một bộ phận người dân, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để các buôn du lịch cộng đồng phát huy tiềm năng, cơ quan chức năng đang tiếp tục khảo sát, hỗ trợ một phần trang thiết bị bên trong các ngôi nhà, homestay, theo định hướng là bảo tồn văn hóa của buôn thông qua các hoạt động du lịch. Qua 10 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, công tác tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Madarak đã đạt nhiều kết quả tích cực.
Hàng năm, huyện Madarak đã cân đối bố trí vốn chuyển sang phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để bổ sung nguồn lực cho vay. Đến nay, dư nợ của 16 chương trình tín dụng chính sách của huyện đạt hơn 605,8 tỷ đồng với 13.876 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Nhờ đó đã có 4.432 hộ thoát nghèo, tạo việc làm cho gần 1.000 lao động, trên 300 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn, mua sắm thiết bị học tập, xây dựng hơn 2.400 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường. Đến nay, toàn huyện đã thành lập 249 tổ tiết kiệm và vay vốn, 100% xã, thị trấn đã bố trí xây dựng điểm giao dịch để tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn. Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 đang gần kề. Những ngày qua, đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông và học sinh lớp 12 trên địa bàn huyện Ea Leo đang nỗ lực ôn tập giai đoạn nước rút nhằm hệ thống lại những kiến thức đã học, giải các đề thi tham khảo để bước vào kỳ thi năm nay đạt kết quả tốt nhất. Năm nay, trường trung học phổ thông Võ Văn Kiệt, xã E Khan, huyện Ea Leo có 370 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ngoài tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về kỳ thi, quy chế thi, trường đặc biệt chú trọng việc ôn tập kiến thức cho học sinh. Để học sinh ôn thi tốt, các thầy cô đã giao bài tập phù hợp với năng lực khả năng cho những học sinh trung bình, yếu để các em không chán nản, giúp các em nắm chắc kiến thức cơ bản. Mà đa số các em thì chọn bốn tùy chọn là thường bốn khoa học xã hội, cho nên cũng thuận lợi cho các em là trong cái việc là ôn tập. Đó là các em thì cố gắng học cho vững môn toán, văn và môn tiếng Anh. Còn lại ba môn mà khoa học xã hội thì các thầy cô cũng đã hướng dẫn cho các em rất là nhiều. Trường Trung học phổ thông Phan Chu Trinh, xã Eran, huyện Ea Leo nhiều năm liên tiếp đạt từ 99% đến 100% học sinh khối 12 đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông. Để có thành tích này, ngay từ đầu năm, nhà trường đã sắp xếp học sinh theo năng lực học tập, môn học lựa chọn để phân chia lớp phù hợp, phân công giáo viên để giúp các em ôn tập kiến thức. Một năm học sinh 12 sẽ được ôn tập theo 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là học kỳ 1, giai đoạn thứ hai là học kỳ 2 và giai đoạn thứ ba là sau khi tổng kết năm học. Và đến thời điểm hiện tại thì trường chúng tôi vẫn đang ôn tập giai đoạn thứ ba và dự kiến đến ngày 21 tháng 6 là sẽ kết thúc để cho các em chuẩn bị bước vào kỳ thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 đang gần kề. Ngoài thời gian ôn luyện trên lớp, nhiều em dành thời gian để tự ôn tập tại nhà để củng cố lại kiến thức. Thì nhà trường vẫn tổ chức ôn tập các buổi sáng, còn buổi chiều thì tụi em có đi học thêm các thầy cô giáo để ôn thêm. Còn buổi tối thì tụi em cũng có luyện đề và làm nhiều thêm bài tập hơn. Dạ, mục tiêu của em là đậu đại học và cái trường em mong muốn và đậu 11. Cũng sau 3 năm tụi em đã học ở trên trường thì với một lượng kiến thức khá nhiều thì em nghĩ là khoảng thời gian 3 năm đã chuẩn bị khá đủ cho cái kỳ thi sắp tới. Và khoảng thời gian cuối thì em tập trung là ôn thi 3 môn theo tổ hợp của em và hy vọng là cái kỳ thi sắp tới nó sẽ suôn sẻ. Với sự nỗ lực và việc ôn tập chăm chỉ, tin rằng các em học sinh lớp 12 của huyện Ea Leo cũng như của tỉnh Đắk Lắk sẽ đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sắp tới. Thưa quý vị và các bạn, cùng với nhiệm vụ xây dựng tổ chức hội vững mạnh, những năm qua Hội Nông dân xã Chư Cơ Bô, huyện Cờ Rông Búc đã có hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Năm 2018, ông Đinh Văn Ái ở thôn Quảng Hà, xã Chư Cơ Bô được Hội Nông dân xã đứng ra tín chấp vay 25 triệu đồng để trồng cây ăn quả xen trong vườn cà phê. Nhờ đó, gia đình ông Ái đã vượt qua khó khăn, thu nhập hàng năm đạt hơn 200 triệu đồng. Theo chủ trương của hội thì trước đây 3 năm thì tôi cũng có cái vay nguồn quỹ hỗ trợ của Hội Nông dân là 25 triệu. Vậy là tôi tiến hành là trồng xen, cây mật ca, sầu riêng. Cà phê, sau quá trình 3 năm thì hiện tại thì tôi đã thanh toán lại vốn lại cho Hội Nông dân tập thể rồi. Cũng được Hội Nông dân xã Chư Cơ Bô đứng ra tín chấp cho vay 25 triệu đồng, gia đình ông Phùng Tiến Minh ở thôn Cờ Tí 1 đã cải tạo đất đồi dốc thành vườn cây đem lại thu nhập cao. Tức là khi tôi vay của Hội Nông dân được, đến giờ này tôi trả thì tôi lại vừa rồi là tôi được có vay thêm bên hội chính sách đó thì nó bù lại, tức là tôi đã lấy cái chính sách đó để tôi nuôi tiếp. Có cái người nào hỗ trợ, có cái vốn của Hội Nông dân hỗ trợ, nhưng bây giờ trả Hội Nông dân thì có cái vốn của hội chính sách của bên ngân hàng chính sách lại hỗ trợ lại. Tức là nó cứ liên kết như vậy để cho người dân người ta có, chúng tôi có một cái đồng vốn, tức là kế tiếp để xây dựng phát triển cái mô hình vườn rẫy.
Nhờ sự chủ động trong hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, đến nay số hộ nghèo của xã Chư Cập Bô chỉ còn 4,1%, vượt chỉ tiêu nghị quyết mà đảng bộ xã đề ra. Nhờ được những cái nguồn vốn hỗ trợ cho nên có thể là chăm sóc vườn cây nó tốt hơn một chút. Thì ai mà nó còn thiếu vốn hơn nữa thì chăm sóc thêm, ai mà vốn mà nhiều rồi thì mình lại có thể mở rộng ra. Thời gian tới, Hội Nông dân xã Chư Cờ Bô, huyện Krông Búc tiếp tục xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, chú trọng yếu tố liên kết hợp tác, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để nâng cao thu nhập cho hội viên.